Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Vẹt đẹp truyền hài. Mình là Hữu Béo. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở một cái nơi rất là xa xôi để chuẩn bị làm một cái nhiệm vụ với thằng John Marston. Để coi nhiệm vụ nó là gì nhé. Ok, và ông Dutch cũng bảo chúng ta và John hãy cho nổ cây cầu sử dụng những cái quả mìn mà chúng ta đã ăn cắp với cùng với thằng Bill. Nhưng em có thể thấy là cứ mỗi nhiệm vụ chúng ta lại làm với một thằng ăn cắp mìn với thằng Bill, để cho nổ mìn, lấy mìn nổ cầu với thằng John. Thế là buồn cười. Hy vọng là lần này thằng John nó sẽ có hữu ích hơn tí, bởi vì là như bạn biết là ông đất sống khá bực với chúng ta vì cái việc chúng ta đã giải cứu cái thằng này. Mày nên làm một cái việc gọi là có ích đi nhá con. Để xem là nhiệm vụ nó như nào nào. Nervous? But I've been nervous for a while. I had a lot of time to think in that jail and feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels, I don't know. Like he's stringing us along, I know. Killing in cold blood, revenge, we all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You could give something to Jack. It's that or, well, I don't see no way out of this. But what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Help me with the rest of this. Well, it looks like we finally found our calling in life. Wow. Let's ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath to plant the charges. I've already set up the detonator. Sure. Let's get this over with. Hồi xưa nó có cái xe đẩy kiểu này hay nhỉ các bạn nhỉ? Yeah, this is what I'm talking about. More enemies, more chaos. I mean, we're about to blow up a bridge for Christ's sake. Như bạn có thể nghe thấy là lão Dutch, lão Arthur, lão khuyên thằng John là nên bỏ trốn cùng vợ con. Còn nếu không sau này sẽ rất là nhiều rắc rối. Còn lão Arthur bây giờ một thân một mình thì dễ dàng hơn là người có vợ có con. Nào, để lấy mìn nhá. Chờ đặt giữa cái cầu này luôn đấy. Mang tao đâu nhỉ? Ready when you are. I'm at the bottom of the ladder here to your left. That's the spot. Lower it from there. Ui, thả xuống à? Khiếp. Okay, start lowering it down. All right, take it slow. Từ từ thôi. Khiếp, đoạn này mà cần phải thật thế không? Nearly there. Okay, good. Grab the other one. Thế là cho nổ ở phía dưới anh em ạ. Nổ luôn cả cái chân cầu là sập mẹ luôn. Là cái bọn kia nó khỏi qua luôn. Đây, từ từ. Đây là hàng của Sandinist. Tiếp nhá. Này, đỡ này. Đây, đây. Được chưa? All right, come down here and help me plant this stuff. Are you coming? Okay. Grab yourself a bundle from the box. Giờ đặt ở đâu nhỉ? We need to attach each of those bundles
Bây giờ đặt xong lại còn phải nối dây ra đến cái kíp nổ cơ. Một cái ở đây nha. Rồi, một cục ở đây này. Đó. Lấy tiếp. Cái what the fuck cái gì vậy? Tôi đến chịu luôn đây. Con mẹ. You serious? Bấm nút vuông mà thành mẹ nhảy xuống. Mẹ. Các bạn hãy coi như chưa chứng kiến cái pha vừa rồi nhá. Game bóp dài vãi. Ok, moving on. Đừng có bấm nhầm nữa. Một cái nữa nè. Ê thằng kia đi đâu hớt hải ghê vậy. Okay. Giờ sao? Okay sure. On, thôi để cho anh lo nốt rồi chú cứ đi đi. We need to plant it on all the main struts. Xong chưa? Giờ làm gì nữa? Bổ mẹ! Nhanh nhanh nhanh! Ủa tiếng gì đấy? Ủa sao tiếng tàu hỏa? Từ từ bố đang lên! Ê! Ê! Từ từ! Đây 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 đây! Oh shit! Oh shit! Hurry up! Đi! Đi! Bấm nhịp nhàng vào! Bấm nhịp nhàng vào! Help me! Mẹ! That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. Ô bây giờ là cứ thế mà cho nổ à? Hay là phải chờ bọn kia đến chứ đúng không? Chắc phải chờ chứ. Nổ ngay thì làm ăn gì? I think the line held. You want the honors? Đây. Sure. Ô thế là cho nổ luôn à? Nào. Find the hole! Wow! Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John. When the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. Cái thời điểm đến là chú sẽ phải lựa chọn phải ra đi thôi.
đừng có trung thành quá. For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money for safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Yeah! Wow. Vậy là chúng ta đã được biết rằng là cái bản lĩnh thực sự của Arthur bây giờ là như thế nào. Tôi nghĩ là bây giờ Arthur đang đang như kiểu một con chim muốn sổ lồng vậy. Và cái lồng ở đây chính là ông Dutch. Có vẻ như là Abigail biết cái số tiền mà chúng ta đang hướng đến nó nằm ở đâu. Và có vẻ như là nếu như mà sau khi mà chúng ta nói chuyện với Abigail thì có vẻ chúng ta sẽ đi lấy cái chỗ tiền đó và chúng ta sẽ chia ra. Nói chung là mình cũng như mình đã nói với các bạn là trước đây một khoảng thời gian ngắn thì mình cũng đã thực sự mình đã thấy được cái sự thay đổi rất là lớn mà nó theo cái hướng tiêu cực của lão đất như thế nào rồi. Vậy nên là cái việc mà ông Arthur này ông ý đề phòng để tránh khỏi mọi cái rắc rối gọi cái rủi ro nhất thì nó cũng là một cái điều dễ hiểu rồi, đúng không anh em? Và bây giờ chúng ta sẽ check xem là chúng ta còn nhiệm vụ gì chúng ta sẽ đi làm nha anh em. Let's go! Hiện tại chúng ta đã trở về trại và chỉ còn đúng một nhiệm vụ duy nhất của lão Reverend Wenson thôi. Mình rất ít khi làm nhiệm vụ với lão này, để xem lần này lão ý có nhiệm vụ gì cho mình nhá. Reverend, you okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York. We are going to go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're going to get a boat, we're going to get on a river, and we're going to go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. Gì này, sao toàn người da đỏ này? Hello, hello. Dutch, this is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn. Đây là con của lão Eagle Fly rồi. Well, I am sorry to hear that. À không, đây là Eagle Fly. Father is confused. Wisdom with weakness. His people, my people. We've suffered too much. Been lied to too much. Now they take in our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting... we will starve. This is another act of war. I see that. You men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses.
But I made no such promise. Come along. Yeah, Arthur, we must go with them to try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. Okay. We can get them more horses. Cái đống ngựa của bọn da đỏ này bị hội thằng đại tá nó ăn cắp mất. Nếu mà không có ngựa thì hội da đỏ sẽ không để săn bắn. Mà không để săn bắn thì không để sống được. Rồi mình lão đất sẽ lại đi giải cứu. Mình đang đoán là lão đất này mà đi thì lại loạn hết cả lên. Nên chúng ta sẽ phải đi để kiểm soát lại cái tình hình cho nó đỡ trở nên tồi tệ. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. Nghi lắm. Mẹ lão kêu là mẹ không giết người, có tin được không? Lão này dạo này mẹ như là thanh niên trẻ trâu ấy, làm không suy nghĩ chính chắn gì cả. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Why are you getting involved in this, Dutch? You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise and faith. I still don't know what that means. Ông này ông đang muốn làm một cái cú lừa hay là cái gì? Càng tạo ra nhiều tiếng động, nghĩa là càng tạo ra nhiều sự chú ý càng tốt. Không hiểu lão ấy đang có ý đồ gì. Bởi vì như các anh em đã biết là dạo gần đây thì chúng ta không có nói chuyện nhiều với đất nữa. Thay vì đấy, ông ấy nói chuyện với thằng chó Maika, mất dậy. Some good honest conflict between the army and the Indians could be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government's far more likely to divert them to other issues. Especially if there's one more scandal, and we can slip away. Like I said, we just need that noise and one more score. You know, I went back for the chest I had hidden outside Shady Bell, and we are close, Arthur. That bridge we just blew, the army has a contract with the railroad. It was all in those papers Micah found. They'll have to send more money and supplies. I have a plan. You just have to trust me. Nghỉ lắm. Bây giờ nói trust ông thì ông có trust tôi đéo đâu mà trust ông. Nào, thấy bảo cái đống ngựa đang ở thuyền à? Ai đây? Man, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. Bây giờ sẽ chờ đến tối anh em ạ. All right, we can set out. Wow, có vẻ chúng ta lại có một nhiệm vụ đột kích trong tầm ngắm. Đây, mấy con ngựa nó ở trên cái đống thuyền này, cái tàu luôn đấy. Thế mà thằng kia kêu là cái boat. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Good luck. Hy vọng là sẽ không phải bắn nhau loạn xạ trên cái tàu. Nếu không thì mệt mỏi lắm. Pull up alongside. Quietly. Kìa, có thằng ở kia kìa. Try not to kill anyone, Arthur.
Bây giờ là phải cố không giết ai anh em ạ. Chỉ có thể đánh ngất ở bọn nó thôi. Ghê quá. Ô. À, ngựa trong này nè. Ô, thằng này hẹo rồi. Mày. Con ba thằng ở đây thì làm kiểu làm thế nào bây giờ? Amen. Raise you. Ngồi đây chờ một lúc xem nào. God damn it, no, I'm out. All right. Mở cửa cho mấy con ngựa này được anh em ạ. Được chưa? Đấy, tao không giết ai nhá. Chúng mày giết người đấy là việc của chúng mày nhá. Tao không biết. Ở đây nó có một cái gì đó này. Đây. Mìn này, đặt vô. Đúng rồi. Ui. Quẹt diêm mẹ bằng gót chân chất vãi. Đến giờ vẫn không hiểu hoạt động thế nào luôn. Woo! Lên nè mày. Bỏ mẹ Titanic rồi. Ngựa biết bơi không ta? Ủa nó bơi được luôn. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. Nào ra đây nào các em. Over here, come on. Đi, vào đây. Vào đây nào. Đi nào các em. Đi, ra đây. Đúng rồi. Đi theo đoàn nhá. Đấy, ngựa nó có đoàn của nó anh em ạ. Ngựa nó không như là sói. Sói nó hoạt động một mình, cái ngựa nó có đàn. Đi đâu chắc là con này là anh em cưỡi đúng con gọi là con leader, con đầu đàn nhỉ. Đi theo. Thế mới ghê. Rồi. Mày quá. Vào đây cho nó khô người nhá. Bây giờ chờ xem lão đất lão bảo làm gì đây. Arthur needs to rest. I will. I like you, son.
And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea. And it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Cone. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combs dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Your father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Thôi, mình phải giúp Rangeful đi sao giờ? Sure. I'll speak with him. You head on back to camp. Check on the others. Touch his behavior. It's... I understand. Cái cách cư xử của ông Dutch bây giờ nó khác. Rất là khó để nói chuyện. Bây giờ là nguyên cả hội... cả cái thằng đại bàng tung cánh với cả lão đất định tiến nguyên cả cái chỗ fort để tấn công cái bọn kia hay sao ấy, tấn công thằng đại tá hay sao. Má dở hơi vãi. Bây anh em mình coi như không còn quyền hành gì nữa luôn, không phải là còn quyền hành mà cái lời nói của anh em mình nó không còn trọng lượng với lão đất như là hồi xưa nữa. Chuyện này càng ngày nó càng mất kiểm soát anh em ạ. Trời đất ơi, má không tin được luôn. Ok, và chúng ta có hai nhiệm vụ ở trên bản đồ nữa cơ. Thì mình sẽ quay trở lại với anh em vào hai cái nhiệm vụ này ở trong các cái tập tiếp theo. Và nếu như anh em thích cái series Red Dead Redemption 2 này của mình, anh em hãy comment phía dưới để cho mình biết là anh em thích cái series này và muốn ra thêm các tập tiếp theo. Ngoài ra thì đừng quên cho mình một cái like cho từng cái video ở trong series này và một cái subscribe cho cái kênh của mình và bấm vào cái chuông để lần sau mình ra video mới các bạn sẽ thông báo các bạn nhé. Ok, hẹn gặp lại mọi người sau. Tạm biệt.